Ronaldo trở lại Man United, thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật. Trang The Daily Star tiết lộ, chuyến trở về châu Âu tháng 3 này của CR7 có nhiệm vụ tuyệt mật là trở lại Manchester để trao đổi với Casemiro. Theo truyền thông Ả Rập, Ronaldo là người móc nối quan trọng với Casemiro trong thương vụ Al Nassr muốn đưa ngôi sao người Brazil về Saudi Pro League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Tại Anh, trang The Daily Star tiết lộ, chuyến trở về châu Âu tháng 3 này của CR7 có nhiệm vụ tuyệt mật là trở lại Manchester để trao đổi với Casemiro, nhằm chuẩn bị những thủ tục cần thiết cuối cùng cho ngày hoàn thành thương vụ. Mới nhất, lão tướng người Bồ Đào Nha đã ghi bàn trên chấm phạt đền giúp Al Nassr hạ Al Ahly 1-0 ở vòng 24 Saudi Pro League, qua đó cắt được chuỗi 4 trận không thắng của đội nhà. CR7 hiện đã cán mốc 30 bàn thắng qua 33 trận trên mọi đấu trường mùa này. Trong đó, Ronaldo ghi 23 bàn tại Saudi Pro League, dẫn đầu danh sách vua phá lưới, hơn Aleksandar Mitrovic của Al Hilal 3 bàn. Liên quan tới Man United, trang Fikajes tiết lộ, MU cũng đang cạnh tranh với Man City để giành lấy chữ ký tiền vệ người Brazil Bruno Guimarães của Newcastle United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024 tới.